Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Mường Nhé luôn chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, các tầng lớp nhân dân, học sinh về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch các cấp về công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Qua đó đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. Xín Thầu là xã biên giới, có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh. Mặc dù đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, song năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh xã đã có nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Xác định rõ ý nghĩa, trách nhiệm về việc giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh kiêm nhiệm xã đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng cho các đối tượng, từ đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên đến nhân dân. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới. Triển khai và đảm bảo về công tác quân sự quốc phòng địa phương cũng được triển khai và đồng bộ, và cũng trong cái năm vừa qua thì cũng là tiếp tục là xã cũng là mở một lớp để mà cho đối tượng vốn để mà kiến thức quốc phòng an ninh trên cái địa bàn, để từ đó là nhận thức của cán bộ nhân dân trên cái địa bàn là từng bước được nâng lên, và đặc biệt là xã là khu vực xã biên giới nên là từ đó là cũng nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, cũng là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cái địa bàn là cơ bản là ổn định. Trường Trung học Phổ thông Mường Nhé những năm qua luôn là đơn vị điển hình trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng và tổ chức giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng cho học sinh. Với phương châm gắn nhà trường với thực tế, Trường Trung học Phổ thông Mường Nhé tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, công nhân viên, phụ huynh và học sinh với nhiều hình thức, biện pháp tích cực. Cùng với đó, nhà trường luôn đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, tạo môi trường phong phú lành mạnh cho học sinh học tập, phấn đấu. Bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh là một bộ môn rất thú vị, bổ ích. Nó giúp em nhận thức đầy đủ về quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân an ninh của Đảng, nhận thức rõ ràng về những âm mưu thù địch chống phá của các thế lực thù địch, hiểu biết và có những kỹ năng về đội hình đội ngũ, các chiến thuật và một số loại vũ khí khí tài, và giúp em có tác phong nghiêm túc, tổ chức đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật. Từ đó, em đã nhận rõ được trách nhiệm của bản thân là không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt để góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc ạ. Dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song do xác định đúng vai trò quan trọng của bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh, nên những năm qua, nhà trường đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng môn học, trong đó lấy việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tích cực đầu tư trang thiết bị dạy học, làm tốt công tác kiểm tra chất lượng môn học, làm khâu đột phá. Do vậy, chất lượng dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh của nhà trường hàng năm luôn được đánh giá đạt loại giỏi. Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh, thì trường Trung học Phổ thông Mường Nhé đã xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh theo đúng các văn bản hướng dẫn và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Và nhà trường cũng đã thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh, và trong đó thì phân công cụ thể đến các thành viên trong ban chỉ đạo. Và nhà trường cũng thường xuyên quan tâm cử cán bộ giáo viên đi tập huấn bồi dưỡng công tác giáo dục quốc phòng an ninh và đảm bảo đúng theo quy định. Và về công tác phối hợp thì nhà trường thường xuyên phối hợp với lại ban chỉ huy quân sự huyện Mường Nhé về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh, trong đó thì được ban chỉ huy quân sự huyện Mường Nhé rất là quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ và cử cán bộ chiến sĩ sang hướng dẫn cùng nhà trường và giúp giáo dục quốc phòng an ninh. Xuất phát từ thực tiễn tình hình địa bàn huyện miền núi biên giới Mường Nhé, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh đã kiện toàn, chỉ đạo thành lập Hội đồng cấp xã kiêm nhiệm.
tổ chức quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng an ninh của Đảng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của cấp chính quyền, công tác tham mưu của các ban ngành đoàn thể, nòng cốt là quân sự và công an về lĩnh vực xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Để khẳng định những kết quả đã đạt được, hàng năm, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động giáo dục quốc phòng đối với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện, kiểm tra kiến thức quốc phòng an ninh đối với thành viên Ban chỉ đạo huyện. Qua kiểm tra, năm 2020, công tác giáo dục quốc phòng an ninh được đánh giá đạt loại giỏi. Với vai trò là cơ quan thường trực, chúng tôi đã nhanh chóng tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện ra các quyết định kiện toàn các thành viên của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh ở cấp huyện. Trên cơ sở đó, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh của huyện đã tổ chức họp phân công giao nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên và đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh của huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 theo đúng kế hoạch. Và cụ thể năm 2020, chúng tôi đã tham mưu cho huyện tổ chức được 3 lớp và các cái đối tượng tham gia của trên do quân khu tổ chức, tỉnh tổ chức thì đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng huyện ra các quyết định để triệu tập các thành phần tham gia đúng đủ theo quy định. Trong năm 2020, huyện Mường Nhé đã cử 12 đồng chí cán bộ đối tượng 3 tham dự khóa bồi dưỡng của tỉnh Mở, của huyện Mở với 7 lớp gồm 430 cán bộ tham gia và có 35 lớp với 1.186 học sinh được học giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường với kết quả là 75% khá giỏi. Kết quả trên cho thấy Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Mường Nhé đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về Giáo dục Quốc phòng An ninh, chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng và nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo điều kiện để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, điểm du lịch săn mây bản chuyên gia 2 xã Nậm Kè thuộc huyện Mường Nhé từ lâu đã được nhiều khách du lịch trong và ngoài huyện biết đến như là một trong những thiên đường mây nổi tiếng của huyện biên giới vùng cao. Cảnh quan nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh nơi trần gian bởi những làn mây trắng bồng bềnh cuồn cuộn như sóng đại dương xa tít tận chân trời. Cách trung tâm huyện Mường Nhé 25 km về phía Điện Biên theo quốc lộ 4H. Du khách đến xã Nậm Kè, sau đó trải nghiệm thêm chừng 3 km đường dốc quanh co, chúng ta đã đặt chân đến điểm săn mây thuộc bản Chuyên Gia 2. Cả một đại dương mây cuồn cuộn vô cùng tuyệt đẹp, khiến bất cứ ai đến tham quan trải nghiệm nơi đây đều phải ngỡ ngàng. Mảnh đất thuộc bản Chuyên Gia 2 xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé được thiên nhiên ban tặng những nét đẹp đậm chất của vùng cao Tây Bắc. Những ngọn núi cao trùng điệp kết hợp với không khí lạnh đặc trưng của vùng cao tạo nên một biển mây mềm mại như thảm lụa trắng bồng bềnh, lơ lửng lưng chừng núi, phù sa tận chân trời thật hùng vĩ. Thì thái là mai là vui nhưng người rất là chơi đông thì bọn em cũng ở gần đây thì lúc từ nhỏ thì thái là đi đây nhiều lần thì thái là vui, thái là nhiều người đi chơi thì vui, cả thái mai nữa thì cũng là đẹp. Thì bọn em khi chủ nhật thứ bảy là người rất là đi chơi đông. Thì em như em nghĩ thì đây là rất là nhiều đông là chơi vui làm đẹp nữa thì em muốn là làm một cái du lịch cho chơi cho đẹp. Chuyên Gia 2 là bản của xã vùng cao. Khí hậu nơi đây có những nét đặc biệt nên thường xuyên bị mây mù che phủ, là địa điểm lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của biển mây và thích hợp với du khách muốn chinh phục những cung đường quanh co, uốn lượn, nhìn xuống dưới là những dãy núi trùng điệp nhấp nhô. Mùa mây xuất hiện nhiều từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, nhưng thời gian lý tưởng để săn mây là khoảng tháng 11 đến tháng 2 dương lịch.
tỷ lệ săn mây thành công tại bản chuyên gia 2 khá cao, vì theo người dân nơi đây thì mây hầu như có quanh năm. Nếu ngày hôm trước có nắng và đêm mưa thì hôm sau khả năng cao sẽ xuất hiện biển mây. Biển mây xuất hiện đẹp từ lúc 5 giờ đến 10 giờ. Khoảnh khắc tuyệt đẹp là khi ánh bình minh quyện cùng với biển mây tạo nên một dải lụa mềm mại, huyền ảo, rất mơ hồ. Buổi sáng thì lên trên này thì mai rất là nhiều, thì mình ngắm mai tất cả thì rất là đẹp, thì em rủ bạn bè nó mình lên trên này kiểu như là ngắm mai các kiểu mà kiểu như hôn chủ nhật ấy, thì rất là đông người, thì tất cả mọi người trên này thì cảm thấy rất là vui vẻ. Và trên này thì mình lên trên này thì có thể ngắm được tất cả các núi và các mai các tất cả trên này luôn. Sau khi mặt trời lên cao từ 7 đến 10 giờ, biển mây dần chuyển sang màu trắng hồng, mênh mông trải dài đến tận đường chân trời, bao phủ gần như toàn bộ những ngọn núi cao trong tầm mắt. Cảnh bình minh đặc sắc lộ dần qua từng lớp mây và tỏa sáng muôn nơi. Lúc này, mọi căng thẳng phiền muộn thường ngày được trút bỏ, thả hồn hòa cùng với núi rừng, thiên nhiên như được tiếp thêm sức sống mới, giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn. Khi thấy cảnh này rất là đẹp thì các bạn rủ nhau để ở đây chơi đây để chụp hình là kỷ niệm. Theo ông, khu vực địa bàn chuyên gia hay này thì mai thì nhiều, vì có những người thì có 10 ngày thì nó tăng nhanh lắm, 10 ngày thì 12 giờ mới tăng cơ. Trong năm qua, lượng khách du lịch đến săn mây tại bản chuyên gia 2 trên địa bàn xã chưa nhiều, chủ yếu là người dân trong khu vực và một số đoàn khách nơi khác được người địa phương dẫn đường giới thiệu đến. Để điểm săn mây tại đây thực sự trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch, thì ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch hấp dẫn này, rất cần được sự đầu tư, nhất là về giao thông. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ là một trong những điểm đến của du khách mỗi khi đặt chân đến mảnh đất này. Một tuần là đặc biệt là cái ngày lễ Tết là rất đông, và còn không chỉ riêng mỗi xã địa bàn xã mà còn các huyện như huyện Nam Pô này, huyện Nam Pô này với lại các xã lân cận về đây chơi rất đông. Trong thời gian qua thì xã cũng có định hướng là để tạo ra cái khu trên này là khu du lịch săn mây, nhưng mà bây giờ cũng đang có kế hoạch để trình lên huyện xem để có sự đầu tư để sau này có khu này thành khu du lịch săn mây của địa bàn xã. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, xóa đói, giảm nghèo được xác định sẽ là hướng đi mới cho người dân trên địa bàn xã Nậm Kè. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền các cấp cần có những chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích người dân, trước hết biết bảo vệ, gìn giữ rừng, cũng như gìn giữ những cảnh quan thiên nhiên, từng bước tiếp cận với du lịch dịch vụ nhằm nâng cao nguồn thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã vùng cao Nậm Kè. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.